Sáng nay ngày 13 tháng 7, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ phối hợp Chi cục Thuế Cẩm Lệ Hòa Vang tổ chức các biện pháp can thiệp y tế do phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Ca nghi nhiễm này là F1 của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại một lớp tập huấn nghiệp vụ. Nhờ chủ động theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh, Chi cục Thuế Cẩm Lệ Hòa Vang đã chủ động thông tin và phối hợp Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể lãnh đạo nhân viên đơn vị. Qua xét nghiệm vào tối qua, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp nghi nhiễm. Sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ tòa nhà làm việc của Chi cục Thuế Cẩm Lệ Hòa Vang với 3 tầng, 14 phòng làm việc, đưa 9 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm thực hiện cách ly tập trung. Hiện Chi cục Thuế Cẩm Lệ Hòa Vang đã tạm dừng giao dịch trực tiếp, chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục thuế thông qua phương thức điện tử. Đến khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, đơn vị sẽ hoạt động trở lại và có thông báo cho các tổ chức cá nhân.